Good morning, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Jason. Chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Đây, giới thiệu với các bạn là cái kệ camera của mình. Ở đây chúng ta có Sony A74, lens G-Master 16-35, lens 85 f1.8, 50 f1.8, Nikon Z30 Macro 105 2.8, Nikon Z62 lens 50 f1.8, 24-70 f2.8, 85 f1.8. This is a big boy. 70-200 f2.8 Nikon luôn. Chỉ để còn nữa Fuji Film XE4 Viltrox 33 f1.4, Fuji Film 16 f2.8 và Sony 7S3 cùng với lại lens 24 f1.8. 2, 3, 4, 5. Mình có 5 chiếc camera. Thì đối với bạn, một con người cần bao nhiêu chiếc camera là đủ? Đây, các bạn có thể thấy mình đang sở hữu rất là nhiều camera và rất là nhiều lens. Đối với mình nha, là quá nhiều. Mỗi ngày mình đến studio, mình có dự định quay một tập vlog đi, thì mình sẽ kéo cái xe này ra. Nội trong cái thời gian mà đứng đó phân vân chọn thiết bị máy móc camera lens đó, thì mình đã mất đi từ 3 đến 5 phút thời gian để mà sáng tạo. Cái vấn đề ở trong video này mình muốn chia sẻ với các bạn đó là cái gì nó nhiều quá cũng không tốt. Ví dụ điển hình nhất là mình nè, là một YouTuber, một content creator. Công việc chính hàng ngày của mình đó là sáng tạo nội dung, sản xuất video. Đúng, những cái video của mình lúc nào hình ảnh nó cũng phải sáng sủa, nó đẹp đẽ hết. Nhưng cái mình quan trọng nhất đó là nội dung truyền tải trong video đó. Ở đây mình đang có quá nhiều thiết bị nè, nhưng thực chất có những cái món sản phẩm ở trong đây mà cả tháng nay mình chưa đụng tới nữa. Và phần lớn những cái video mà các bạn xem á, 95% mình sử dụng chiếc Sony A74 này để mà quay video hàng ngày. Mình đang sở hữu một con 7S3 nè, những cái thông số về cái mảng quay video của nó tốt hơn cả con A74 nữa. Nhưng bởi vì công việc và những cái sản phẩm video của mình sáng tạo hàng ngày á, nó không cần đến những chức năng tối ưu của chiếc A7S3. Và cái việc mà sở hữu quá nhiều thiết bị như thế này đôi khi nó làm cho mình rất là mệt, bởi vì mình phải bảo dưỡng nó nè. Lâu lâu mình phải lôi hết cái đống thiết bị này ra, thổi bụi, mình lau cho nó sạch sẽ. Ở trên kênh YouTube này, mỗi ngày luôn những bình luận là các bạn hỏi máy móc, mình không thể nào tìm ra một câu trả lời nó rõ ràng cho các bạn được. Bởi vì mỗi người phải tự trải nghiệm và dựa trên công việc của các bạn để mà chọn những cái máy móc, những cái thiết bị phù hợp. Ví dụ chiếc Fuji Film XE4 này, nó là một chiếc máy đối với mình chụp ảnh hàng ngày, mỗi ngày đều đẹp được hết. Mình cũng có thể sử dụng nó để mà quay video, sản xuất video luôn. Khi mà mình đã làm cái công việc này quá nhiều rồi, mình sẽ ưu tiên cái sự nhỏ gọn, cái sự tiện lợi. Nhưng những chiếc máy mà mình chọn lựa, cái thông số hay là cái hiệu năng của nó mang lại, nó đủ tốt để mà nó tiết kiệm thời gian trong cái workflow của mình. Chiếc A74 này thì nó to hơn, nó bự hơn, và hiện tại bây giờ nó còn đang gắn cái case nữa, bởi vì mình mới vừa xong một cái project ngày hôm trước. Mình phải rig up G-Master 16-35 của Sony. Nhưng sự thật là chiếc lens này nguyên một cái năm 2022 luôn thì mình chỉ đụng tới nó cao lắm nha, chưa tới 10 lần nữa. Hay thậm chí là cái con 70-200 này, cái tiêu cự 70-200 này, một năm mình chỉ đụng nó cũng chưa tới 5 lần nữa các bạn ạ. Và nếu có một cái project nào, một cái dự án nào mà cần phải sử dụng cái tiêu cự 70-200 thì mình chỉ cần đi ra ngoài đến những cái đơn vị cho thuê thiết bị, mình thuê để mà phục vụ cho cái job đó với cái giá rất là rẻ. Các bạn không cần phải bỏ tiền ra mua. Đây là một cái project commercial quảng cáo cho một cái hệ thống spa dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, và khách họ chỉ book mình để sản xuất những video ngắn chia sẻ lên trên TikTok và Instagram, Facebook Reel thôi. Thì ở trong cái project này, mình chỉ với vai trò đó là art director, có nghĩa là mình giúp các bạn lên idea, lên kịch bản và cung cấp những cái thiết bị để cho các bạn đi làm. Còn hai bạn sản xuất video chính ở trong cái team của mình á, sẽ lo hết tất cả các phân đoạn còn lại, từ bấm máy quay cho đến dựng video. Và trước khi bắt tay vào cái job này, mình đã dặn kỹ các bạn rồi. Cứ dựa trên cái storyboard, dựa trên cái script, cái kịch bản mà anh đã soạn sẵn cho các bạn. Các bạn không có cần phải overdo hay là set up overkill cho cái project này. Quay vừa đủ và có thêm vài file backup là được rồi. Nhưng không, khi về chép sụt vào máy tính, oh my god, nổi cái thời gian mà các bạn lọc sụt không, nó đã hết mấy ngày trời rồi. Khi mà các bạn thiếu sự tự tin trong con người của mình, các bạn quay tới 10 shot backup lận thì nó quá tốn thời gian, nó quá tốn dung lượng, và thậm chí cái máy tính của các bạn á, nó có đủ ổ cứng để mà chép hết tất cả những cái file của một cái dự án đấy vào không?
sau cái project này bài học lớn nhất mà em học được là cái gì? Quay ít thôi. Có phải là lúc mà quay, lúc mà on set đó là quay cho đã cái nư đúng không? Cái phần đoạn mà mình làm lâu nhất cho cái project này là phần đoạn nào? Lọc xù. Một cái video thành phẩm cuối cùng chưa tới một phút nữa mà mình tốn cả ngày để lọc cái đống footage mà không sử dụng tới. Nó còn nhiều gấp mấy lần so với lại cái final product đúng không? Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Có một vài trường hợp các bạn sẽ muốn quay nhiều hơn những thứ chúng ta cần. Nhưng mà ngược lại cũng có một vài trường hợp mà khi các bạn quay quá nhiều đi, nó chỉ làm cho các bạn tốn thời gian và tốn thêm công sức, tốn thêm năng lượng và tốn thêm trí não thêm thôi. Cũng tương tự như vậy, cái cách mà mình chọn thay vì phải đóng một cái kệ to thiệt to và đặt mấy cái camera lên cho nó, đặt mấy cái lens lên cho nó để mà khoe, để mà showcase ở trong video của mình, để làm cái background chẳng hạn, thì mình lại thích đặt nó trong một cái kệ có bánh xe như thế này. Mình có thể dễ dàng đẩy nó tới lui, và mỗi ngày mình đến đây thì mình sẽ đẩy cái xe này từ trong đó ra tới các bạn, đặt thiết bị lên, mình xem cần phải sử dụng những thiết bị nào, camera nào, bao nhiêu máy là đủ, microphone như thế nào, và mình bỏ nó vào trong ba lô và mới xách đi. Đó là một cái cách mà mình cố gắng sắp xếp để cái workflow của mình nó tối giản thời gian lại. Vậy thì lợi ích của việc chỉ sử dụng một camera thôi, đó là gì? Thứ nhất, đó là tiết kiệm thời gian. Mỗi sáng thức dậy, các bạn không cần tốn quá nhiều thời gian lăn tăn chọn camera nào, máy nào, lens nào để mà bắt đầu công việc sáng tạo của các bạn nữa. Khi mà thiết bị của các bạn càng ít, thì tự bản thân mình phải đẩy chúng ta vượt qua những cái giới hạn, những cái khó khăn của cái sự thiếu thốn thiết bị. Lúc đó, cái kỹ năng sáng tạo của chúng ta nó mới càng ngày càng tăng lên nữa. Thứ hai, đó là tiết kiệm kinh phí. Thay vì tốn tiền để mà mua thêm một cái camera nữa, hai ba cái camera nữa, thì các bạn dùng cái số tiền đó để mà mình đầu tư cho cái việc đăng ký những khóa học, hay là mua thêm lens, mua thêm những cái thiết bị khác nó quan trọng hơn, đèn đuốc chẳng hạn. Bởi vì ánh sáng rất là quan trọng trong vấn đề hình ảnh. Dựa trên hai cái lý do đó thôi, thì các bạn đã thấy được cái sự lợi ích của cái việc mỗi người chỉ nên có một camera thôi chưa? Và tất nhiên, để phản biện lợi ích của việc có nhiều thiết bị hay là nhiều máy móc, mình sẽ làm một cái video khác để mình giải thích cho các bạn. Nếu bây giờ mình phải chọn ra một camera duy nhất trong cái đống camera mà hiện tại mình đang có, thì chắc chắn là mình sẽ chọn chiếc Sony A74. Nó vừa quay video đẹp nè, nó vừa chụp ảnh cũng rất là đẹp nè, autofocus rất là tốt, camera body thì đầy đủ các nút thao tác máy rất là nhanh. Anyway, video ngày hôm nay chỉ có như vậy thôi. Mình hy vọng là các bạn enjoy, và hy vọng là nó sẽ an ủi cho những bạn nào đang thiếu kinh phí và chỉ đang có một chiếc camera thôi. Hãy tự tin với chiếc máy bạn đang có, hãy cứ thoải mái sáng tạo với nó. Tiết kiệm thời gian, tiết kiệm kinh phí đi. Đừng có đầu tư quá nhiều vào máy móc thiết bị nữa. Hãy đầu tư vào kỹ năng và kiến thức. Rồi, chỉ vậy thôi. Bây giờ trời cũng bắt đầu sụp tối rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu cảm thấy hay, ấn like phía dưới. Đừng quên subscribe, đăng ký kênh để theo dõi nhiều hơn những video thú vị như thế này nhé. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có vlog và video liên tục để các bạn xem. Mình là Jason và gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Peace. Chế giò mẹ hoa làm ngon.